các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe Sun Huyền Podcast. Số podcast vừa lên sóng, giá như có ai đợi tôi ở sân bay, đã được các bạn rất là yêu thích. Và thật ra thì khi mà thu podcast đấy, mình cũng cảm thấy hơi ngại ngùng một chút, không biết là mình có nên cho lên sóng hay không. Tại vì nó là một góc khá là khác. Nó là một hình ảnh rất là thật của Sun ở ngoài cuộc sống, khi mà mình ở bên cạnh những người mà cực kỳ thân thiết. Đó có thể là người yêu, đó có thể là gia đình. Những người mà cho mình cảm giác an toàn và được yêu thương, thì hình ảnh của mình nó rất là ngốc nghếch như thế. Nó hơi mộng mơ, nó hơi ngốc nghếch. Nhưng mà mình cũng rất là vui vì số podcast đấy đã chạm đến trái tim của một số bạn. Sun cũng có thói quen đọc những comment của các bạn để biết được cảm giác của các bạn ra sao, cũng như là một cách giao tiếp, gián tiếp giúp Sun có thể hiểu hơn được những người mà đang lắng nghe podcast của mình. Và trong số podcast gần đây ở nhà một mình ấy, thì Sun đã đọc được một comment rằng là khi em nghe đến đoạn ở trên một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống dưới ánh đèn lung linh, em cảm thấy chạnh lòng vì không biết bao giờ mình mới có cuộc sống như vậy. Đọc đến điều này cũng khiến Sun suy nghĩ một chút. Trước đây mình có từng khát khao điều gì mà người khác có nhưng mà mình không có hay không? Mình có cảm giác chạnh lòng như vậy hay không? Và làm sao để mình có thể vượt qua được cảm giác đấy? Và mình thực sự có những điều đấy thay vì chỉ đơn thuần là người ước muốn. Mình hiểu một điều rằng đó là một cảm xúc mà sớm hay muộn chúng ta vẫn sẽ trải qua một lần trong đời. Sẽ mất một thời gian rất là dài để không so sánh mình với người khác ấy các bạn. Chúng ta vẫn sẽ có những lúc yếu lòng như vậy, muốn những thứ mà mình không có. Và khi thấy người khác có, mình rất là chạnh lòng. Điều này cũng khiến mình suy nghĩ một điều rằng là mình có nên tiếp tục chia sẻ về những hạnh phúc của mình, về những điều mà mình có hay không nhỉ? Tại vì chính những điều đấy lại khiến người khác chạnh lòng. Trong lúc mình đi tìm câu trả lời đấy, thì mình nghĩ rằng là nếu như có thể chia sẻ được một điều gì giúp các bạn đối diện được với cảm xúc đó, thì nó sẽ hay hơn là việc mình ngừng chia sẻ những điều tích cực hay là những niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Tại vì thực chất ấy, khi mà chúng ta cùng nhau vui cho hạnh phúc của một ai đấy thì nó mới là điều tuyệt vời. Tại vì chúng ta không thể nào bắt người khác không chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của họ được, đúng không nào? Trước đây khi mà mình đang sống và làm việc ở Hà Nội, có một cái giai đoạn đấy là cô bạn của mình có một tình yêu rất là đẹp. Bạn ấy và chàng trai kia yêu nhau cũng 1-2 năm gì đấy rồi, và chàng trai kia rất là chiều chuộng và rất là yêu thương bạn đấy. Mình thì lại rơi vào một khoảng thời gian vừa mới chia tay, mình cũng buồn. Và khi mình nhìn hai người hạnh phúc như vậy, mình chạnh lòng lắm. Thật sự nhiều lúc ấy mình cứ ngồi suy nghĩ rằng là cuộc đời này đúng là chỉ có mỗi mình tôi là kẻ tội nghiệp thất bại. Ai người ta cũng có đôi có cặp, ai người ta cũng hạnh phúc, chỉ có mình tôi ngồi đây buồn rầu nhìn mọi thứ. Rồi mọi thứ cứ trôi qua như vậy, mình cũng chỉ biết tập trung vào công việc để quên đi tất cả mọi thứ, quên đi mối tình đã qua, vùi đầu vào công việc để không có thời gian trống mà nhớ mong một ai cả. Vậy đó, mình chỉ biết cày bừa và làm việc, liên tục làm việc. Sau thì mình thấy điều đấy hiệu quả các bạn. Nghĩa là mình cứ gạt hết mọi thứ sang một bên và chỉ tập trung vào công việc. Mình chỉ tập trung vào những gì mà mình có thể làm bây giờ. Mình không thể nào để công việc bỏ bê ở đấy mà suốt ngày nghĩ về một mối tình dang dở được. Và cứ như vậy thì công việc của mình tốt hơn. Thậm chí là mình dành những thời gian rảnh ấy để học thêm về kỹ năng của mình, rồi
học thêm về việc làm YouTube này kia đó. Bây giờ mình có kênh YouTube là cũng vì ngày xưa có một khoảng thời gian mình thất tình và mình cảm giác là mình muốn vùi đầu vào một cái công việc gì đấy thật là nhiều, thật là quên hết mọi thứ đó. Một phần là vậy đó các bạn. Và khi mọi thứ nó tốt hơn, công việc tốt hơn rồi, kiếm được thêm nhiều tiền rồi, nhiều mối quan hệ hơn qua công việc ấy, tự nhiên mọi thứ nó di chuyển theo một hướng rất là khác. Cảm xúc về việc thiếu vắng đấy nó gần như là không còn tồn tại, tại vì năng lượng của mình hoàn toàn đang tập trung vào một thứ khác. Vào thời điểm đấy thì không may là bạn mình và người yêu của cô ấy đã chia tay nhau với một lý do rất là lãng xẹt, là hai đứa đi du lịch về và chia tay. À, mình cũng không biết cụ thể là cãi nhau vì một quán ăn nào đấy hay sao đó, mình cũng không hỏi chi tiết quá nhiều. Nhưng mà mình nhận ra được một điều rằng là thực chất thì chẳng có mối tình nào hoàn hảo. Sẽ luôn có cãi nhau, sẽ luôn có những đổ vỡ, sẽ luôn có những sự không hòa hợp. Và để cho người ta hạnh phúc như vậy, người ta cũng phải cố gắng rất là nhiều để ở bên nhau và cố gắng để hòa hợp. Đến một ngày thì không hòa hợp nữa, họ chọn cách rời xa và đi tìm những thứ phù hợp hơn với mình. Vậy nên là mối tình của họ đẹp như vậy, mọi thứ của họ yên bình như vậy trong khoảng thời gian đấy cũng là do cái sự nỗ lực của cả hai bên, chứ không phải là tự nhiên con bạn của mình có một người yêu thương nó. Không phải là tự nhiên mà nó trở nên tuyệt vời như vậy. Và mình cũng gặp một người mới sau khoảng thời gian đó. Chuyện về người cũ gần như là mình không còn để trong tâm trí nhiều, nghĩa là không còn trách móc cũng như là không còn đau buồn nữa. Việc lựa chọn tập trung vào công việc quả là một lựa chọn đúng đắn với mình, mặc dù mình biết lúc đấy mình chỉ trốn tránh nó thôi. Nhưng mà rất là vui vì sau đấy mình cũng đã đối diện được với cảm xúc. Mình hiểu rằng là mối quan hệ này đã kết thúc rồi, mình sẽ gặp được một ai đấy khác thôi. Và điều quan trọng là bây giờ khi mà mình bắt đầu một mối quan hệ mới, mình phải làm điều gì, mình phải thay đổi như thế nào để những lỗi lầm cũ trong mối quan hệ cũ nó không có lặp lại trong mối quan hệ này. Từ những sai lầm thì mình đều rút ra cho mình những bài học để không có lặp lại nữa. Vậy nên là những mối quan hệ sau này nó luôn tốt hơn, nó luôn đem đến một cái điều gì đấy mà giống như là đi cùng với sự trưởng thành vậy đó. Quay trở lại với việc tôi không có những thứ mà người ta đang có, cảm giác hơi một chút chạnh lòng. Thì San nghĩ rằng là nếu như chúng ta hiểu được một điều rất là quan trọng rằng có nhiều thứ không phải là ngẫu nhiên, mà đôi lúc ấy họ cũng phải cố gắng rất là nhiều thì mới đạt được những thứ mà bản thân họ đang sở hữu. Nó có thể là về vật chất như là nhà cửa, ô tô hay là những cái chuyến đi xa xỉ. Nó cũng có thể là một cái vị trí trong công việc, giám đốc, sở hữu một công ty, thậm chí là nhận một mức lương rất là kếch xù. Rồi họ có những mối quan hệ thật là tốt đẹp. Tại sao tôi chỉ có một mình, không có nổi một người bạn, trong khi mọi người ngoài kia có rất là nhiều người đang hạnh phúc. Chúng ta phải hiểu rằng là không có gì là ngẫu nhiên các bạn. Có những thứ nó là kết quả của một hành trình dài, và bản thân mình thì tin vào nhân quả. Vậy nên là khi người khác đạt được điều gì đấy, mình đều cho rằng bản thân họ xứng đáng nhận được điều đó. Họ đã cố gắng, hoặc họ làm cách nào đấy thì mình không biết, hoặc thậm chí là họ gian lận thì nó cũng là nhân quả của họ, của riêng họ, và đấy là câu chuyện của họ. Nếu như mình mừng cho họ thì rất là tốt, còn nếu như mình không mừng cho họ thì chỉ đơn giản là mình không bận tâm nhiều. Còn riêng về chính mình chẳng hạn thì mình luôn nghĩ rằng là thế này, những gì mà mình có được trong cuộc sống ấy, thì sẽ cần những sự đánh đổi. Có thể những sự đánh đổi đấy nó là tảng băng chìm, nó không nổi lên trên. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của mình, những thành công của mình. Ít khi mà mình chia sẻ những cái góc khuất đấy, thậm chí là kể cả những người gần gũi nhất, họ cũng không thể nào biết được là những đêm trằn trọc của mình, những suy nghĩ của mình về tương lai, hay là có những lúc mà mình cũng rất là mệt mỏi và làm sao để đối diện với mọi thứ. Mình đã trải qua những khoảng thời gian như vậy một mình. Và cho đến bây giờ thì mình vẫn nghĩ rằng là nếu như mình chăm chỉ, nếu như mình nỗ lực thì ông trời sẽ không phụ lòng mình. Mình luôn nghĩ như vậy. Cuộc sống bây giờ của mình là cuộc sống như mình mong ước nhiều năm trước đây.
Và mình không phủ nhận rằng mình đã có một hành trình rất là dài. Mọi thứ nó không không tự nhiên có. Nhiều khi mình cũng ước mơ rằng là có ai đấy ném vào mặt mình một đống tiền và bảo rằng là đây, của cô 5 triệu đô, hãy cầm và tận hưởng cuộc sống. Mình cũng muốn như thế đấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây là hành trình của mình, và khi mà tự nỗ lực với cuộc sống mình mong muốn ấy, mình nhận ra được rất là nhiều thứ hay, thật sự. Mình càng có niềm tin vào vào chính bản thân mình nhiều hơn, rằng nếu như có nỗ lực thì mình sẽ có những thứ mà mình muốn. Và mình cũng biết được rằng là ngoài kia có những người họ cũng đang như vậy. Có thể là họ có những thành công, nhưng mà bản thân họ cũng đã vật lộn với chính mình rất là nhiều. Và họ càng thành công, đôi khi họ càng vất vả, họ càng mệt mỏi, và họ gánh trên mình một cái trách nhiệm rất là nặng nề, chứ không đơn giản là chỉ những gì mà chúng ta nhìn thấy. Tại ra đôi lúc ấy, chúng ta lại lấy một cái trailer của một ai đấy, chúng ta lấy những hình ảnh thành công của một ai đấy để chúng ta so sánh với bản thân mình, thì điều đấy là một điều rất là khập khiễng. Mình nghĩ rằng là tất cả những gì mà chúng ta làm ấy, nó đều sẽ nhận được những thành quả xứng đáng thôi. Thành ra là bây giờ bạn mong muốn điều gì, bạn khao khát điều gì, chúng ta đừng mơ về nó, chúng ta phải thực sự làm nó. Hãy lấy tất cả những nguồn năng lượng của cái sự chạnh lòng kia, cái sự buồn phiền kia, để thực sự cố gắng cho cuộc đời của các bạn. Các bạn muốn làm gì thì có lẽ đừng chỉ đơn giản dừng lại ở muốn nữa, mà chúng ta phải làm. Cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ rằng mình bình thường lắm, nhưng mà có lẽ là tại vì dù sao mình cũng đã thoải mái hơn, và điều đấy nó cho phép mình lười hơn. Còn ngày đấy thì mình không cho phép mình lười, mình không cho phép mình nghỉ ngơi quá nhiều. Mỗi giây phút nào mà mình ngủ kiểu quá 7-8 giờ sáng là mình cảm thấy hổ thẹn với chính mình rồi đấy. Hồi đấy mình rất là gắt gao với bản thân các bạn. Gương mặt mình ở thời gian đấy cũng căng thẳng hơn bây giờ rất là nhiều. Và bài học lớn nhất mà mình rút ra được ấy, đấy chính là hãy tập trung vào cuộc sống của mình. Hãy thực sự tập trung và cải thiện nó, thay vì chỉ đi khao khát những thứ mà mình không có. Mình muốn điều gì thì mình sẽ có bằng được bằng cách là mình sẽ làm việc chăm chỉ. Chứ mình sẽ không ngồi đấy và chạnh lòng nữa, tại vì điều đó nó không giúp mình lớn lên, nó không giúp mình tốt hơn, nó không cho mình lại điều gì cả. Với cả là mình có một niềm tin rất mãnh liệt rằng là nếu như người khác có thể thì tôi cũng sẽ có thể thôi. Tôi cứ cố gắng đi. Tôi không biết rằng kết quả sẽ ra sao, nhưng mà nếu như tôi chưa cố gắng và tôi chưa nỗ lực hết sức thì tôi cũng không có quyền để ganh tị với người khác, tại vì tôi cũng không thể nào hiểu được rằng họ đã cố gắng như thế nào, họ đã nỗ lực ra sao. Mình mong rằng là ở những cuộc hành trình tiếp theo đây này, những năm tháng tiếp theo đây, đặc biệt là những bạn vẫn đang rất là chênh vênh trong cuộc sống và các bạn muốn có một chỗ đứng nó ổn định hơn chẳng hạn, thì hãy tiếp tục cố gắng chăm chỉ làm việc, nỗ lực nhiều hơn, thậm chí là đánh đổi về thời gian, về sự vui chơi giải trí của các bạn để làm những điều lớn hơn, những điều to hơn. Mọi thứ thực ra nó không dễ như các bạn nhìn nhận. Có rất là nhiều thứ mà người khác không nói cho bạn biết. Bạn chỉ nhìn thấy được những gì nó ở bên ngoài thôi. Và khi mà các bạn rất là khó khăn để đạt được một điều gì đấy, thì các bạn cũng sẽ hiểu được rằng là người khác họ cũng có những cái nỗi lo riêng, chỉ là họ không chia sẻ mà thôi. Nhưng điều quan trọng là bạn phải tin rằng bạn xứng đáng một cuộc sống như vậy. Bạn xứng đáng có những thứ mà bạn mong muốn cho cuộc sống, và bạn bắt đầu sống vì nó. Bạn không mơ về nó nữa, mà bạn sẽ làm vì nó. Bạn bắt đầu từ ngày hôm nay. Đến một ngày nào đấy bạn sẽ thấy rằng là cuộc sống của tôi đã thay đổi rất là nhiều. Và bạn sẽ cảm ơn chính mình vì đã nỗ lực. Mỗi người một hoàn cảnh các bạn. Mình biết rằng là có những người mà họ sinh ra ấy, họ đã sống trong nhung lụa, họ đã ở vạch đích, thậm chí là đi lùi để đến vạch đích cơ. Nhưng mà bản thân họ cũng có những áp lực riêng. Những người mà sinh ra đã giàu có ấy, họ bị xã hội cho rằng là mày phải cho đi, mày phải hy sinh, mày phải trả một giá cao thì mới nhận được điều này, điều kia. Bản thân họ cũng có rất là nhiều những khó khăn. Những đứa trẻ vượt sướng cũng rất là nhiều áp lực các bạn. Thành ra là không chỉ mỗi mình khổ đâu, không chỉ mỗi mình buồn, không chỉ mỗi mình vất vả trong cuộc sống này. Mọi người đều đang rất là mệt mỏi vì sự tham sân si trong cuộc sống. Và trừ khi chúng ta buông bỏ được hết tất cả mọi thứ, mọi dục vọng trên cuộc sống này, thì có lẽ lúc đấy chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng chúng ta là con người, chúng ta cũng có những cái cảm xúc, sẽ có những lúc chạnh lòng, đương nhiên. Và tất cả mọi người đều đang có những nỗi khổ riêng của họ. Nếu như chúng ta thấu hiểu được nỗi đau của mình, thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng người khác họ cũng đang trải qua những khoảng thời gian như thế, ở một giai đoạn khác trong cuộc đời họ. Vậy nên là nếu như họ đạt được những thành quả, hãy vui mừng cho họ, bởi vì bạn cũng sẽ xứng đáng có những điều đấy, và người khác sẽ vui mừng cho bạn. Ghen tị, chạnh lòng, so sánh mình với người khác, tôi không có những thứ mà người ta có, cảm xúc đấy sẽ xảy ra ít nhiều trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Nhưng mà Sơn rất là mong rằng tốt hơn hết, chúng ta nên tập trung vào cuộc sống của mình và để xem thử rằng mình có thể làm được điều gì tốt hơn hay không. Nếu như không thể tốt bằng người ta, vậy thì chỉ là tốt hơn của mình ngày hôm qua, tốt hơn mình của năm ngoái, vậy là đã tốt hơn rất nhiều rồi. Để so sánh trong cuộc đời này, chúng ta không thể nào so sánh ai với ai cả. Mỗi người có một hệ giá trị rất là khác nhau, một con đường khác nhau, một lối đi khác nhau, một tầng suy nghĩ khác nhau. Và rốt cuộc cuối cùng thì chúng ta vẫn phải sống các bạn. Sống và trân trọng cuộc sống đã cho mình một cơ hội để lớn lên và để trải nghiệm. Hãy dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm. Trải nghiệm cả những thành công và cả những nỗi đau. Trải nghiệm cả những sai lầm, những mất mát và những bài học. Một ngày nào đấy chúng ta sẽ nhận ra rằng thực chất thì mọi thứ luôn có hai mặt của nó. Không có ai hoàn toàn sướng và không có ai hoàn toàn khổ. Người hạnh phúc chính là người trân trọng những gì mà họ có. Kể cả khi chúng ta có tất cả mọi thứ rồi, chúng ta có tiền bạc, có ngoại hình, có tình yêu đẹp, nhưng mà chúng ta không trân trọng nó, thì chúng ta vẫn sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự là gì. Sẵn rất mong rằng chúng ta có thể nhìn về chính mình và hiểu một điều rằng tất cả những gì chúng ta đang có nó không phải là hiển nhiên. Sự có mặt của bạn trên cuộc đời này là một sự kỳ diệu mà ông trời đã cho bạn. Vậy nên có lẽ đã đến lúc chúng ta thực sự sống cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast sắp tới nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.